còn có đâu, chủ yếu là chắc nó tua lại thôi. Mà cái chiếc xe nó vừa vào 17 lâu bán hả? Mẹ thấy ổn, đúng không? Ở thành không mẹ thấy cái chiếc 50.000 đồng. Em có cái chiếc mà em nói là ổn không? Em à, anh muốn ra cái mẹ số là cái mẹ số trần đỏ như một đời mới được không? Mới hả? Có không khí ngầm hả? À, rồi tên mới hả? Cái tên mới là có 1% để giữ xe không ta? 2% là về tới 20 triệu đúng không? Rồi, tôi đi về báo anh. Anh chuẩn bị tiền. Dạ em muốn Khi ổn nào thì phải em có chịu một khó ý chút nha. nha. Em thứ ba à, thứ ba. Nhiều không em?
Vậy là chị là hút mỡ em một đúng không?